có đúng như sai. Chỉ có tình yêu chưa đủ lớn mà thôi. Bạn ta sẽ lối mở và Black, Black phải không? Trời ơi, à, tôi Phong nè, nhớ tôi không? Chị chắc thấy trỏ hả? Ừ, ở nhà một mình lâu quá cũng buồn. Cho thuê để có người đi qua đi lại, bớt cô đơn. Tôi thuê được cái phòng vừa rẻ vừa đẹp, mà bà chủ phòng trọ á, có mỗi mình ở nhà, độc thân, cho nên là còn phòng trống cho thuê lại mà. Ai dè, hôm nay em thấy chị tươi tắn hơn hẳn mỗi ngày. Có vẻ là người hợp với chị. Vậy ông ta có tốt không? Sao Binh biết là nam? Em mong là vậy. Em cũng nhạy cho mấy chuyện này lắm. Không phải ông ta, mà là cậu ta. Cậu ấy mới có 25 tuổi thôi à. Từ khi Nam Phong vô ở, những việc nặng nhọc trong nhà cậu ấy đều giúp đỡ chị. Cũng đẹp trai, phong độ, cao ráo. Miệng á, thì lúc nào cũng tươi cười, thân thiện hết á. Bà chủ phòng trọ của tôi á, bà vừa tốt mà hiền lắm. Cô ấy quý tôi cực luôn á. Nhiều quá, không biết khi nào mới xong cho mình làm việc đây. Hay là tôi cho cô ấy cảm giác gia đình ta. Chắc là tao quan tâm. Chà, uống xong đi nước ép hoa đậu biếc này, mát rượi mà nó sảng khoái gì đâu á. Tưởng ông cũng thích uống cà phê, ai dè lại thích uống mấy thứ tím tím hả? Thì bây giờ uống nước ép trái cây cho nó đẹp da, chứ uống nhiều cà phê
không tốt đâu. Nhìn bàn này. Gì đâu, mấy tháng trời không gặp mà đen từ quần áo tới bọng mắt rồi kìa. Giờ tôi ấy là chuyên gia chăm sóc da rồi. Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi tư vấn hết. Dạ luôn ạ. Vâng, em về liền. Mới gặp đứa bạn thân lâu ngày cho nên là hỏi thăm nhau xíu mà. Dạ, em về liền. Tôi xin phép về nha. Thân bó tài. Thời gian trôi qua không thể trở lại. Hôm nay xảy ra, mai đã là quá khứ. Hãy trân trọng những gì ở hiện tại. Quá hay. À, để up Facebook. Phải chia sẻ thông điệp này cho các bạn trẻ mới được. Cố lên nào các bạn ơi. Mì nở ra hết rồi. Mãi là đọc sách quên ăn phải không? Dạ, chết, con quên. Dạ, con cảm ơn ạ. Phong ăn mì về hoài, không sợ nóng trong người sao? Thì con ăn mì tiết kiệm thời gian cô ạ. Thời gian giờ là vàng là bạc. Dành thời gian để trao dồi kiến thức, rồi truyền đạt những câu nói hay, dành cho bạn trẻ, rồi cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm giàu cô ạ. Ừ. Nhưng mà mì vẫn ngon. Bơ phải. Tuổi trẻ có chí lớn vậy là tốt đó. Thấy phòng không có nhiều quần áo chi mấy. Chắc cuộc sống ở trọ vất vả lắm phải không? Dạ. Đàn ông mặc cô gọn gàng tươm tất là được rồi. Ư giờ chủ yếu thời gian ấy phải để tập trung cho sự nghiệp. Mà cô ơi, dạo này cô không chăm sóc da đúng không? Sao Phong hỏi vậy? Tại con thấy da của cô hơi khô. Trời mưa nữa con đi làm không muộn ra mất. Con xin phép nhé. Thời gian trôi qua, không thể nào trở lại. Hôm nay xảy ra, nhưng ngày mai đã là quá khứ. Hãy sống và tôn trọng những gì xảy ra ở hiện tại. Đúng là một con người hoàn hảo mà. Trời ơi, Phong đó hả? Dạ. Phong làm cô hết hồn à, tưởng đâu bị cướp không đó. Cháu tính hù cô, nhưng nghĩ lại nên thôi. Sợ mất công cô ngất ra đây, cháu lại phải cõng về. Cũng chịu giỡn quá ha. Mới đi làm về đó hả? Dạ. Thôi, để
Cháu xách giùm cô. Chứ trời cũng sắp tối rồi. Về nhà còn nấu cơm ăn nữa chứ. Cảm ơn Phong nha. Điều đau khổ nhất cuộc đời em chính là yêu anh. Yêu sai người, sai cả thời điểm. Vậy thì đừng có yêu. Yêu chi cho đau khổ vậy? Mù quáng trong tình yêu thì cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Mấy cái thứ này không nên cho vào tiểu thuyết của mình. Mất chất. Chỉ có hoa của tiệm Binh á là mới làm cho người ta hạnh phúc thôi à. Thật ra hoa đẹp và hương thơm chỉ là chất xúc tác cho cảm xúc. Nếu chị thấy hạnh phúc là do chị đang hạnh phúc mà thôi. Để em bói bài cho chị nha. Em sẽ giải mã những điều chị đang đắn đo. Chị hãy hút một lá. Trong lúc hút, chị hay nghĩ đến những điều đang gối như tơ vò trong lòng mình. Wow! Lá bài này nói về một người đàn ông. Lá bài nói cảm xúc của chị sẽ hướng về một người đàn ông nhỏ tuổi. Có phải là anh chàng đang thuê trọ ông ta? Chắc không phải vậy đâu. Chị ơi, em nói chị nè, chị đừng kìm nén cảm xúc của mình. Chị hãy sống thật với cảm xúc của mình đi. Chị còn rất là trẻ và đẹp. Từ trong trắng phớt thêm chút hồng nồng nàn như mẫn thanh cao, em tặng chị cành hồng này. Em mong chị sẽ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc thật của mình. Huyền, con tặng cô này. Sao Phong lại tặng tôi cái này? Tại con thấy da cô hơi khô nên con tặng vậy thôi. Thì ra Phong để ý đến mình nhiều vậy à? Cảm ơn Phong nhiều nha. Cô ấy. Da cô á, hơi khô nên chú ý hơn nha. Tôi cũng lớn tuổi rồi cho nên không có. Cô còn trẻ lắm. Vóc dáng
vẫn còn quyến rũ. Cô chỉ cần chú ý dưỡng ẩm ngày 2 lần là đẹp như gái 20 liền à. Thật hả? Thật. Cái này nha, để Phong thoa kem dưỡng ra. Cô thế nào? Có thích không? Có sung sướng không? Đó là cảm giác thật của cô. Đừng giấu giếm nó làm gì. Hãy sống với nó. Đừng tìm ném nữa. Tình yêu không có đúng sai, chỉ có tình yêu chưa đủ lớn mà thôi. Ta là Pink, kẻ tôn thờ tình yêu bất kể đúng sai, bất chấp đó là sự lầm lạc. Ta bị đẩy xuống trần gian, chắc bởi vì ta quá xinh đẹp và lộng lẫy. Nhiệm vụ của ta ở trần gian là gì ư? Là ghép đôi, ghép đôi, làm mai mối cho các cặp đôi chứ còn gì nữa. Những ai theo tình từng chạy, trốn tránh tình yêu, ta đều giúp họ đến được với nhau. Ta sẽ gieo rắc ảo tưởng, gắn kết và chúc phúc cho mọi câu chuyện tình. Càng nhiều cặp đôi được ghép thì lúc đó ta sẽ khôi phục nguyên dạng là thần linh xinh đẹp và long lanh khiến bao người say mê lẫn điên ghét. Video Ping Ping trở lại rồi đây. Không phải là Ping nhiều chuyện, nhưng mà chuyện nhiều quá nên Ping phải kể cho mọi người nghe thôi. Hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện tình giữa phi công trẻ với máy bay bà già hạng sang. Điều đặc biệt là họ cách nhau 15 tuổi. Wow, thật tuyệt vời. Một chàng trai thuê trọ cơ bắp cuồn cuộn, Flem flem quá đổi tinh tế, ngọt ngào và cô đơn đã lâu. Bạn nghĩ sao về cuộc tình này? Hợp lắm. Mình nhầm tí. Các bạn nghĩ sao về cuộc tình này? Các bạn khán giả yêu quý của Pink ơi, các bạn nghĩ chúng ta có nên chúc phúc cho cuộc tình này chưa? Pink nghĩ là
happy ending. Thần cô độc, ta tôn thờ sự cô độc. Tình yêu là gì? Mà sao con người lại phải khổ sở để trải qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu? Ở đâu có tình yêu, ta sẽ đưa lối họ đến mặt tối trong tình yêu. Sự đố kỵ, lạnh nhạt, bạc bẽo, lừa tình. Ta phải làm tan vỡ những mối tình đó, lột trần sự thật đen tối của nó, nhanh chóng phục vị để dẫn dắt con người đến với sức mạnh của sự cô độc. Nghe bà gọi á là tôi chạy qua liền, muốn mua mỹ phẩm đúng không? Từ từ, serum nè, dưỡng da nè, mặt tôi nạ không này. Quan tâm những thứ này. Chuyện ông với cô chủ nhà là sao? Hả? Sao là sao? Mày già mà mày cũng yêu. Mày nghĩ mày với mẹ già đó có thể yêu được nhau? Có thể nắm tay nhau đi ngoài đường rồi khoe cho cả thế gian biết về tình yêu của mày? Hay ba má mày sẽ chúc phúc cho mày? Không, không bao giờ. Quá gớm kiếp, quá ghê tởm. Nghe rõ chưa? Hả? Hay là vì tiền? Chắc chắn là vì tiền, cho nên mày bán thân. Chắc chắn là vì tiền. Mày có cảm xúc với mẹ già đó không? Hả? Tôi có cảm xúc. Lật mặt một cuộc tình sẽ thành bi kịch. Hiền, mày cười chói tai lắm. Chờ xem. Giống như là whisky này, ta chỉ là thứ kích thích để người đối diện với cảm xúc của chính mình. Gì hả mày? Chuẩn kỹ đó, tiền tụi tao đâu? Mày tưởng là mày chuyển nhà để tụi tao tiền cho mày hả? Cô gan mượn tiền, cô gan trả tiền hả mày? Nghe mày. Khi nào mày trả tiền? Cho em thêm vài ngày nữa thôi mày, em xin. Vài ngày hả? Ok, thì vài ngày thì điều kiện cho tao lấy ngón tay một chút. Em trả. Khi nào mày trả? Ba ngày. Chắc chắn ba ngày anh ạ.
Sao tụi tao tin được mày? Em cho anh địa chỉ nhà em, nhà mới. Bây giờ em có trốn đi đâu, cả anh cũng tìm ra được. Thì em biết trốn đi đâu nữa. 3 ngày nữa mày không trả thì không nhìn thấy con tay của mày đâu. Mà tao còn lấy được quả thận của mày, nghe chưa mày? Dạ. 3 ngày chắc chắn mai em xin lỗi tụi anh. Mà tao nói mày nghe nè, muốn trốn nợ á bớt sống ảo vậy, chứ mày cứ rần rần trên mạng á có đuôi tao mới không thấy. Đi. Có gì đâu, chỉ bị té xe thôi mà. Té xe sao bị nặng dữ vậy nè? Phong, mày nghĩ dự án lớn cho nên không để ý mà. Thôi không được, đi bệnh viện. Để Quyền đưa Phong đi bệnh viện mới được. Thôi thôi, chỉ bị ngoài da thôi, bôi thuốc đỏ là được rồi. Thôi được rồi, để Quyền vô lấy thuốc đỏ bôi cho. Thời tới, kẻ không kịp chị ơi. Mấy người đàn ông hay bị thu hút bởi sự chăm sóc tận tình lắm. Cứ thế mà tiến tới chị ơi. Cứ mãi lo nghĩ về cái dự án lớn mà đi đứng không có nhìn đường xá gì hết à. Chị hút một lá đi. Wow, lá bài này nói rất là chuẩn. Lá bài này nói chị á là chị phải nên thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm nhiều hơn đến người mình yêu. Quan tâm, thấu hiểu. Chị cần phải biết Phong muốn gì, Phong nghĩ gì. Chỉ cần chị có thể giải quyết hết tất cả mọi rắc rối trong cuộc sống của Phong, như vậy thì mới đậm lòng chàng trai. À, tim. Khi nào mày trả? 3 ngày, chắc chắn 3 ngày nữa. Ai vậy? Chưa tới 3 ngày mà. Tao nè. Ba ngày? Không có gì đâu. À, có người gửi cho mày thứ này. Tao thấy để ngoài cổng á. Của tao. Ba ngày nữa mày không trả thì không nhìn thấy con tay của mày đâu. Mà tao còn lấy được quả thận của mày, nghe chưa mày? Dạ. 3 ngày
chắc chắn mà anh. Ngôi nhà này có vẻ khang trang giàu có, chắc mày thích lắm hả Phong? Hình như mày đang gặp vấn đề với xã hội đen hả? Mày biết ai sẽ là người có thể giải quyết vấn đề này cho mày mà. Thời gian qua, câu chuyện một phi công trẻ và máy bay bà già có kẻ quấy phá nên có chút gián đoạn. Không sao, đã có pin lo. Pin có một chút siêu tác động để chuẩn bị cho chị đẹp nhà mình đến với bữa tiệc thịnh soạn tối nay theo lời mời lãng mạn của chàng phi công trẻ xấu muối. Phong đã chuẩn bị cho Huyền một buổi tiệc và tối nay mình hẹn hò nha. Chuẩn bị bữa tiệc tối nay cho Quyền. Quyền cảm thấy rất là vui. Mày biết ai sẽ là người có thể giải quyết vấn đề này cho mày mà. Phong à. Phong có việc gì cần Quyền sẽ chia không? Thì thực ra Phong tổ chức bữa tiệc này cho Huyền cũng vì có lý do. Thứ nhất là để cảm ơn Huyền thời gian qua đã luôn chăm sóc và động viên cho Phong. Còn thứ hai, sắp tới Phong có một cái dự án lớn cho nên cần Huyền giúp. Chị có thể giúp Phong giải quyết mọi rắc rối trong cuộc sống mới làm động lòng chàng trai. Dự án lớn nào cũng được, chỉ cần Phong cần tới Huyền thì Huyền có thể giúp Phong vô điều kiện. Vậy Huyền có thể cho Phong bay. Phong không cần nói ra thì Huyền cũng hiểu ý Phong. Có khó khăn gì á thì Phong cứ nói với Huyền, Huyền sẵn sàng chia sẻ với Phong. Phong giữ lấy cái này, muốn rút bao nhiêu cũng được. Cảm ơn Huyền nhiều lắm. Dự án thành công, Phong nhất định sẽ trả lại cho Huyền. Không cần đâu, Phong cứ giữ lấy đi. Muốn mua sắm hay là xài gì cũng được hết, không cần trả lại cho Quyền đâu. Miễn sao Phong thấy vui là Quyền vui rồi. Được cứu rồi. Vậy Phong cảm ơn nha. Mèo dần chuột, mất thời gian quá à. Thật sự chói tai đó. Pin, mày đừng có vội đắc ý như vậy chứ. Uống nữa đi. À,
Quyền xin lỗi Phong nha. Để Quyền lao cho. Quyến rũ anh ta. Quyến rũ anh ta. Dán bài này thú vị đó. Nhưng sắp kết thúc rồi. Mình nên ăn mừng gì cho chiến thắng lại đây ta? Kết thúc. Bớt ảo tưởng lại đi Pink. Nè, bà Huyền với Phong đã bước vào con đường tình ái rồi. Yêu? Tao khinh. Làm gì có tình yêu ở trên đời này. Phong chỉ đang lợi dụng bà Huyền thôi. Tôi biết. Nhưng mà lợi dụng thì có sao? Vì tình yêu, bà Huyền có thể cho đi tất cả. Tình yêu là quan trọng nhất. Vậy là Phiên chưa biết đến sự tồn tại của người thứ ba à? À không, bà Huyền mới là người thứ ba chứ. Người thứ ba à? Huyền, nghe Phong nói này. Phong giờ có việc bận bột xuất nên phải đi luôn. Huyền ở nhà ngoan nha. Bây giờ trời tối rồi, có gì để mai đi. Tối nay Quyền muốn Phong ở đây với Quyền. Bữa tiệc này để khi khác Phong bù đắp lại. Xin lỗi Quyền. Thôi được rồi, nếu như Phong thật sự có việc gấp thì Phong cứ đi đi. Nhưng mà xong việc nhớ về liền nha. Anh, bao giờ mình mới ổn định hả anh? Em yên tâm, sắp rồi. Chúng ta sẽ có một sống sung sướng, đầy đủ. Không phải lo nghĩ. Còn về phần bà ấy, anh thấy bà si mê anh lắm rồi. Bán thân thôi, đừng bán trái tim ngay. Em đừng lo, anh không bán gì hết. Riêng thấy bà đấy thôi, mặc một cái đầm đỏ cùng với một cái son đỏ là anh ơn hết người rồi. Ôi, giờ nghĩ lại mà thấy lạnh người luôn này. Thằng Phong chỉ là con rối trong tay tao. Mọi việc diễn ra là do tao dẫn lối cho nó đó. Mày có cảm xúc với bà Huyền không hả? Nói. Tôi có cảm xúc với một người con gái khác. Cô gái khác? Đó là người tôi yêu. Tôi kinh doanh đa cấp, do nhu cầu công việc nên phải đầu tư hình ảnh bản thân. Ăn sang, sống xịn. Tôi có vay nặng lãi đám giang hồ. Rồi một phần tôi gửi về cho ba mẹ mát mày mát mặt. Một phần chi tiêu cho các cuộc hẹn hò với bạn gái. Tôi đã lún sâu vào nợ nần, không dám nói với ai, cũng không trả nổi, nên đành trốn đi nơi khác. Đúng lúc đó cô Huyền cho thuê phòng nên tôi dọn vô. Nợ tiền tụi mày đúng không? Sao biết tao đang tìm nó? Địa chỉ chỗ nó mới dọn tới. Tới đó mà đòi tiền. Mày đưa tờ giấy này có ý đồ gì? Tao chỉ muốn tụi bay dồn ép nó vô bước đường cùng thôi. Chắc chắn nó sẽ trả tiền đó, cả vốn lẫn lại. Nghe đâu nó đang là bồ đại gia, hình như còn tính quỵt tiền tụi mày nữa. Mang chó này đi. Bà đừng quan tâm đến Phong nữa. Tốt nhất là nên tống cổ hắn ta ra khỏi nhà đi. Tại sao? Cô là ai? Mà không cần quan tâm đến tôi là ai. Phong có người yêu rồi. Bà có nuôi hy vọng cũng không có được gì đâu. Phong chỉ đang thèm muốn tiền của bà thôi.
mặt bà cũng nhiều nếp nhăn rồi đó. Nhưng mà não hình như không có nếp nhăn hả? Tôi đã cảnh báo bà từ sớm, cái sự ngu muội của bà không có điểm dừng. Thôi, bảy tình đã dăng, con mồi muốn tự dấn thân thì phải sạch thôi. Thiếu sót như vậy mà muốn đấu với tao hả mày? Bớt tin tưởng vào những lá bài và một chút phù phép rẻ tiền của mày đi. Thực tế chút đi Thiên. Chị có biết tại sao chị không thể chiếm trọn trái tim của Phong không? Là vì con nhỏ đó trẻ hơn chị. Thua keo này, ta bày keo khác. Cái gì mà mình không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tôi biết cô là bạn gái của Phong. Cô có thể rời xa Phong được không? Bà nói cái gì vậy? Em cần tiền, cần tương lai. Chị sẽ cho em tất cả những gì mà Phong đã hứa cho em. Bà có chắc sẽ cho tôi những gì tôi muốn? Tiền, nhà và xe. Em cần thứ gì, chị sẽ cho em. Chỉ cần em rời xa Phong, cắt đứt mọi liên lạc với Phong, thì tất cả mọi thứ em muốn sẽ thuộc về em. Khi em nắm trong tay tất cả tiền bạc rồi, thì em muốn bao nhiêu chàng trai mà cản được. Còn chị chỉ cần có Phong. Được, tôi đồng ý. Chị sẽ nhắn địa điểm, em tới đó, chị đưa tiền. Lòng tham của em đã vượt quá giới hạn của tình yêu rồi. Chị giàu chứ chị đâu có ngu. Đâu dễ lấy được tiền của chị mà yên ổn. Xử nó cho chị. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ủa? Sao vậy ta? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô không đợi tôi. Được lắm. Quyền trao cho Phong con tim, sao Phong lại trao cho Quyền một cú lừa?
mệt mỏi quá vậy ta? Mệt lắm à. Có cần Quyền xoa bóp cho không? Không hiểu sao, dạo này ngủ dậy mệt dã man lắm ấy. Ngoài cảm giác mệt ra, có còn cảm giác gì nữa không? Cảm giác gì? Như là sướng chẳng hạn. Sướng? Một ngày nào đó Phong cũng sẽ hiểu thôi mà. Để nói chuyện này xong, Phong giờ đi tắm. Tắm xong chắc sẽ thoải mái và thư giãn hơn thôi. Ừ, cũng được. Nhưng mà có cần Quyền vào massage cho không? Không cần, để Phong tự đi tắm được rồi. You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Đền hào với chị trên Đà Lạt, còn hư thì cưng sẽ bị phạt. Nhìn sâu vô mắt bà, tôi biết bà muốn chiếm Vũ Phong. Sự khao khát của bà, nỗi dục vọng mà bà đã kìm nén mấy năm nay. Đến lúc giải tỏa rồi, con mồi đã sập bẫy rồi. Thì ăn đi, ăn đi. Từ từ mà thưởng thức. Vọng khát khao, con mồi sập bẫy. Ăn đi, ăn đi, từ từ mà thưởng thức. Thịt bò ngon vậy mà không ăn thì phí lắm. Không ăn đi. Hôm nay được lên chức tổng giám đốc, cảm giác thế nào? Có báo cho ba mẹ dưới quê biết chưa? Đất ở Đà Lạt em đang sang tên, chắc cuối tuần này là có đó. Phong gọi rồi, ba mẹ mừng lắm. Vậy thì tốt.
ăn đi. Nướng thịt bò à? Nhìn thì ngon đấy, mà dai ghê á. Dai, nhưng khi ăn vào thì nó khỏe. Cho nên phải cố ăn đi chứ. Khỏe? Sao dạo này mình cảm thấy buồn, mơ màng cả ngày? Hỏi Len Thao. Nha, ăn đi. Quyền nói Phong ăn đi. Vậy mới ngoan chứ. Cái nến đó có gì đặc biệt mà ngày nào Phong thấy huyền thắp vậy? Nến tình yêu đó. Nến tình yêu? Nến tình yêu? Đây là nến tình yêu. Chỉ có nam giới mới chịu ảnh hưởng bởi nến. Khi ngửi vào sẽ có cảm giác đê mê. Chúc cho cả hai sẽ có một đêm thật là lãng mạn, nồng nàn. Cảm ơn Biên nha. Thôi chị về. Dạ. Hiên, dễ gì qua mặt được tao. Lại mấy cái trò rẻ tiền. Chút bụi này sẽ làm cho cây nến tình yêu thêm một quyền năng nữa. Khi bà ngửi hương thơm từ cây nến, nó sẽ khiến cho dục vọng trong con người bà bộc lộ ra. Chúc bà chiếm hữu được chàng trai một cách trọn vẹn.
Dạo này nhìn không khác vậy? Bệnh hả? Không biết sao. Dạo này tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, khó hiểu lắm. Dạo này tao đang viết về một nhân vật. Nhân vật này đang đắm chìm trong tình yêu. À không, nhân vật này đang bị giam cầm trong tình yêu. Giam cầm trong tình yêu? Có thể hiểu. Nhân vật đó là con mồi. Con mồi bị sập bẫy là chiếc giường tình ái. Sập bẫy? Và con mồi bị ăn thịt. Ăn thịt? Sợ hả? Mày biết tao đang nói đến ai mà. Xem đi rồi tự quyết định cuộc đời mình. Tạm ba. Chúng ta yêu nhau mà. Không có một cái tình yêu nào nó bệnh hoạn như thế này hết đấy. Bệnh hoạn hả? Phong tưởng đi được sao? Đừng quên nhà, xe, công ty và tiền. Phong muốn đi trở về với hai bàn tay trắng hay sao? Tôi không cần. Muộn rồi. Bà Nguyên, đồ chó cái. Đây. Alo, sao rồi? Đây. Chỉ có mày thôi. Chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một, chấp nhận sống với bả vì cái tham vọng giàu sang của mày. Nhưng mà tao không chắc là mày có thể sống nổi đâu. Hai, con người sẵn tính ích kỷ mà. Muốn tự cứu mình á thì bỏ trốn đi. Tình yêu mù quáng thì kết cục phải tồi tệ thôi. Tự lựa chọn cho mình một con đường đi cưng. Thần đã chỉ đường rồi đó. Chạy, chạy đi, chạy nè, chạy đi, chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi. Mày chạy đi. Mày chạy mày. Chạy hả mày? Chạy đi. Gãi giò của mày á, mày chạy đi. Tao xả tiền tụi mày rồi mà. Sao? Sao tụi mày lại đánh tao nữa? Mày hỏi lý do hả mày? Này là lý do nè. Mày đi hỏi bà nhân tình của mày á. À. Rồi nó đi. Má. Đi mày. Đi. Bin, ở đây không có hoa hồng đen hả Bin? Em ghét màu đen nên ở đây không có. Chỉ có màu hồng thôi chị ơi. Vậy thôi. Chị tìm hoa hồng đen làm gì? Để làm đám cưới. Với Phong? Trời ơi, chúc mừng chị. Cuộc tình của chị với Phong thành công rồi hả? Khi nào chị làm đám cưới, chị có mời em không?
tiệc này chỉ có hai người. Xin lỗi Biên nha, không mời em được. Eo ơi, tiếc ghê á. Em là người xe duyên cho cuộc tình của hai người mà. Mà thôi, chỉ cần chị hạnh phúc thì thế nào cũng được. Ủa, sao chị chọn hoa hồng đen? Em không thích tí nào. Bởi vì hoa hồng đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt mà em. Mọi chuyện kết thúc rồi. Đúng, kết thúc rồi. Tôi có một tin vui và một tin buồn. Rất muốn nghe tin nào trước nè. Nhảm nhí, dù là tin nào đi chăng nữa thì cũng chán như nhau thôi. Thôi được rồi, để tôi nói thẳng cho bà biết luôn. Tôi thắng kèo này rồi. Thắng hả? Ừ, trời ơi không biết hả? Tối nay người ta tổ chức đám cưới nè. Bà Huyền với Phong. Ừ, một đám cưới với tràn ngập hoa hồng đen. Cái màu hơi thấy ghê. Nhưng mà thất kệ, đám cưới là được rồi. Với tính cách của thằng Phong, chắc chắn tối qua nó đã bỏ trốn. Hay là có chuyện gì xảy ra ta? Mà tôi bán hoa bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên tôi thấy có người mua hoa hồng đen để tổ chức đám cưới. Mà lần đầu tiên tôi mới biết là hoa hồng đen là biểu tượng của tình yêu bất diệt. Hoa hồng đen cũng là một biểu tượng của tình yêu. Tuy nhiên, màu sắc của chúng lại tượng trưng cho những bi kịch trong tình yêu. Truyền thuyết kể lại rằng hoa hồng đen gắn liền với câu chuyện tình yêu đầy cay đắng và nước mắt của vị thần bóng tối Elancos và thần ánh sáng Apollo. Sự phản bội của thần ánh sáng đã làm cho vùng đất này xuất hiện hoa hồng đen, như muốn nói lên một tình yêu đã chết và bất diệt ở thế giới bên kia. Đó là cái chết. Thả tôi ra. Bà điên rồi. Tôi không muốn cưới bà đâu. Thần linh sẽ chứng giám cho chuyện tình của đôi ta mãi mãi. Mãi mãi. Bà còn muốn cái gì nữa? Chỉ có cái chết mới giúp chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bao giờ xa lìa. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Thả tôi ra đi, tôi xin bà đấy. Yên tâm đi. Mọi khổ đau từ nay sẽ kết thúc. Sống một mình cô đơn lắm. Tôi ra. Uống gì Phòng? Nguyện yêu Phòng nhiều lắm. Uống đi. Bà Huyền dừng lại. Bà làm gì vậy? Tao bắt tôi đây. Tôi đây để tôi chết với Phòng. Bình tĩnh lại đi chị. Thôi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi. Tôi đem Phong đi, còn bà Huyền á thì thử xử lý đi. Bình tĩnh lại. Phong tới đây. Phong ơi, chết chứ Huyền đi Phong. Bình tĩnh lại. Chết chứ Phong ơi. Phong ơi. Phong ơi. Phong. Đừng bỏ Huyền mà Phong. Phong. Phong ơi. Bình tĩnh lại chị ơi. Đừng bỏ Huyền mà Phong ơi. Huyền. Phong. Đừng bỏ Huyền mà Phong ơi. Bình tĩnh đi chị. Phong ơi. Thank you.
có hơi chệch hướng một tí, nhưng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Mình thắng. Thua keo này, ta bày keo khác. Tiếp tục tìm kiếm chuyện tình tiếp theo nào. Chơi không phiên. Tình yêu sẽ luôn chiến thắng.